Thưa quý vị, miền Bắc mưa lớn và kéo dài, có nơi trên 100mm, Thanh Hóa, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ cũng có mưa rông, riêng Hà Tĩnh đến Bình Thuận có nắng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa có nơi trên 80mm như Ican, Yên Bái 139,6mm, Đồng Tâm, Hòa Bình 125,4mm, Vĩnh Hồ, Quảng Ninh 203,4mm, Mai Đình, Bắc Giang 116,4mm, Đại Phúc, Bắc Ninh 109,6mm, Châu Quỳ, Hà Nội 91,6mm, Cẩm Liên, Thanh Hóa 105,6mm. Dự báo từ sáng sớm nay đến sáng sớm ngày mai, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa tính từ 30 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực Thanh Hóa cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa tính từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.